Chào tất cả nha. Hôm nay mình sẽ lên trên tay máy pin pin Ecolite của Thiên Long anh chị ha. Đó, pin này của Thiên Long anh chị ha. Thì pin này một vị nó 6 pin anh chị. Hàng này cũng nói chung nó cũng mới rẻ thôi anh chị ha. Nó cũng mới rẻ, cũng tương đối là tầm 1 năm 2 năm mới ở đây lại thôi ha. Đó, pin Ecolite của Thiên Long. Hồi trước là anh chị biết rồi, Thiên Long này chị một thương hiệu rất là nổi tiếng và bút và viết ha. Bây giờ nó xâm nhập vô cái khoảng pin luôn, pin máy tính rồi rất là nhiều ha. Đó, pin Ecolite. Pin này là nó pin này là gọi pin 3A anh chị, pin 3A của Thiên Long này, đó là R03.5V pin 3A ha. Thì nó pin bình thường là nó chỉ có những cái chất này nè, nhưng mà pin này nó không có hóa chất này, chắc là tiên tiến hơn, xịn hơn, pin xịn hơn. Thì pin này thường sử dụng trong chuột này, chị thấy không? Nó sẽ có những biểu hiện nè, sử dụng chuột này, sử dụng trên thiết bị điện tử này, chơi game này, micro này, máy ảnh rồi mà đồng hồ. Thời hạn sử dụng nó tới 10 năm chưa, đó nó ghi ghê gớm, thời hạn sử dụng 10 năm. Thì anh chị tìm hiểu bên sau đó ha. Thì nên là đó đây là của tập đoàn Thiên Long anh ha, sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long, tầng 10 ha, Service Tower số 10 đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha, Việt Nam ha. Số điện thoại của Thiên Long ha. Đó, đây là hàng chính hãng của Thiên Long nha. Đó, xem dưới đáy pin nha, hàng sử dụng xem dưới đáy pin nè, ngày sử dụng là trước hạn sử dụng 10 năm. Đó, đây là mã hoạch của nó, để anh chị bán, anh chị bán hàng. Thì bên em là chuyên gia văn phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty ha. Thì anh chị ví dụ anh chị có nhu cầu mua giấy hay mua văn phẩm hay mua thiết bị văn phòng, ví dụ máy in máy tính gì đó ha, máy photo gì đó, anh chị có thể liên hệ bên em ha. Thì thường bên em sẽ giao những đơn hàng, ví dụ là 10 thùng giấy hay là 5 thùng giấy, 3 thùng giấy đó, hay những văn phẩm nào nhiều anh chị bên em sẽ giao luôn. Còn ví dụ anh chị mua ít bên em sẽ chuyển đi ship ha, ship ha. Ship Tổ quốc anh chị, ship Tổ quốc ha. Đó, website anh chị đã đặt hàng trên website bên em là bbbvanthanh.com gì ha. Đó, thì anh chị có xem những anh chị trước khi sử dụng, anh chị xem những cảnh báo đó ha. Cảnh báo hướng dẫn bảo quản nè, bảo quản sản phẩm có chi tiết nhỏ không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi ha. Trưng bày điều trữ đồ khô ráo thoáng mát, tuyệt đối tránh xe nguồn nhiệt khó chất, tránh ánh sáng cực tím ra ha. Đó, những cảnh báo ha. Đây là tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn 0613/2013 đây ha. Rồi, đây là hướng dẫn sử dụng của nó ha. Thì nó hướng dẫn sử dụng là như vậy ha. Thì là chỉ sử dụng vào mục đích cơ bản nè, lắp vào các thiết bị sử dụng pin như là chuột máy tính, đồ chơi trẻ em, điện thoại, máy tính. Và lúc ráp anh chị tránh là ráp đúng cực dương một âm được âm, đỡ phòng tránh là chập mạch ha. Đó, nó hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết cái này ha. Đó, thái bình khỏi thiết bị nếu ngưng sử dụng trong thời gian dài ha. Đó anh chị ha. Thì cái cục pin này tôi nói là xịn anh chị, rất là xịn sò anh chị. Thường mình ta bán một cặp thôi nhưng mà này bán nguyên sắp luôn, nguyên sắp là 4-6 cục, tương đối là 3 cặp ha. Đó, xem 3 cặp. Hình dáng nó tương đối là đẹp nha. Đó, hàng của Thiên Long. Thì hồi trước giờ mình thấy hàng của Thiên Long tôi nói là chất lượng, không biết anh chị đánh giá như thế nào anh chị ha. Đó, bên em chuyên bán thôi, bán hàng Thiên Long, hàng văn phẩm, thiết bị văn phòng, giấy bút này tham gia. Anh chị công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, bên công ty em là đặt tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị có nhu cầu mua giấy, mua văn phẩm, thiết bị văn phòng, người ta liên hệ bên em. Đó, bên Ecolite nhìn rất là tốt, rất là đẹp. Đó, thông số kỹ thuật của nó là bình A, bình 3A nè, đèn lượng nó là 1.5V, số lượng 6 viên trong vỉ. Đó, bình rất là đẹp chưa. Bên này chuyên dùng cho văn phòng, ví dụ anh chị mua một cặp anh chị xài cho chuột này, ví dụ trong một văn phòng á, tôi thường thấy anh chị xài chuột máy tính nè, chuột không dây, rồi remote máy lạnh này, rồi tiếp tục là một cặp dự phòng nữa đi ha. Đó, pin là pin E33, ví dụ pin 2E thì nó to hơn một xíu gì ha. Đó, anh chị có nhu cầu mua thôi liên hệ bên em ạ, đặt hàng hoặc là liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin mua hàng trực tiếp cho số Zalo, rồi bên em nhắn báo giá gì ha. Đó, quý công ty dự phòng có thể liên hệ bên em xuất hóa đơn gì ha, xuất đơn hóa đơn đề hòn như gì luôn ha. Rồi, cảm ơn anh chị ha. Hẹn gặp chị trong những video lần sau ha. Đây là những trên tay những sản phẩm bên em có bán tại văn phòng thiết bị văn phòng Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Giao hàng miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Cho đơn hàng lớn ha, ví dụ anh chị mua những đơn hàng nhỏ bên em sẽ gửi bánh ship shipper anh chị ha. Đó, giá tại thời điểm tại là 36.000 chị ha, 36.000 một vị 6 viên này nè, rất là rẻ anh chị ha. Còn anh chị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ bên mình ha. Số Zalo là 0938 34702, hoặc là anh chị có nhu cầu đặt hàng á, anh chị đặt hàng bên số đặt hàng ra website hoặc trên số Zalo ha, nhắn tin báo giá ha, giao hàng cho công ty văn phòng sử dụng ha. Bên mình giao hàng rất là nhiều ha,
giao hàng cho công ty văn phòng rất là nhiều. Quý anh chị quý văn phòng có nhu cầu liên hệ. Bên mình là trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 318 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gần khu công nghệ cao kia. Bên mình gần thường hay giao những công ty cho công nghệ cao là bên Thủ Đức, là bên những công ty bên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã chị nhu cầu liên hệ. Rồi, cảm ơn chị, hẹn gặp các anh chị video lần sau.